Rồi, đây các bạn. Đây là dòng cần Casino. Đó, mẫu 2020. Các bạn thấy không? Đẹp kinh chưa? Đó, Casino. À, mình thấy hai con hai màu này rất là đẹp cho nên là lấy về cho các bạn nha. À, coi xem nha. Đây carbon sắn nha. Mọi người, hãng Casino. Hiệu là K-Dogs. Nó các bạn coi đi. Sino nha. Cần này mình đang quay cho các bạn là cần 2m4 ha các bạn. Đó. Cán là hai khúc nha. Đặc biệt được thấy nó đẹp một cái nữa nè mọi người. Là ở khúc dưới này nè các bạn. Rồi nó làm kiểu kẻ caro các bạn. Rồi dài lên đây thì nó sẽ thành hạt nhỏ dần rất là đẹp luôn. Anh em thì cứ nhận cần cứ kiểm tra đi, không đẹp đúng như hình được quay á thì cứ trả lại cho được. Nói chung là nó thằng được nó giao mà nó quay càng đẹp chị, mà cứ khi nó giao cái cần nó không được đẹp như đang quay ấy, thì cứ trả lại cho mình. Ok, anh em cứ tiền của anh em vẫn còn nữa ha, thì anh em cứ coi đi, được bán càng rẻ mà được anh em kiểm tra hàng thoải mái này trước khi thanh toán nữa, uy tín là được, uy tín là trên hết mọi người đó. Và mình làm thì cái gì cũng vậy, cũng phải uy tín. Rồi đây là có tem chống hàng giả ha, và hiệu của cần ha, đó bạn thấy không, từ trên dưới rồi nó họa tiết nó rất là đẹp luôn, chung là rất là im luôn mọi người. Đó, các bạn thì cần này thì gồm có 7 phen. Phen này là phen phục thường nha mọi người, tại vì với mức giá hồi được sẽ công bố thì các bạn sẽ giật mình luôn, cho nên là phải phen thường các bạn. Nó bắt máy thì hay ha ha, các bạn bắt máy rồi nha. Đây là phần đọt mọi người. Đây là carbon sắn đọt, gồm có đọt của nó này 6 phen thì tất cả là 7 phen, bao gồm là phen đề ba nha bạn. Đây bu chống sắn, đường điểm nó lấy nét các bạn, nó bu chống sắn các bạn. Này được dựng vô nó bị dính vào cái bụi vô gạch nè, nó chứ nó sáng rớ luôn đó mọi người. Do trong nhà thiếu ánh sáng cho nên được sẽ mở led lên cho các bạn xem nha. Này do mình quay các bạn để nó mở led lên nó màu nó cho nó không có được trung thực các bạn, chứ quay màu ngoài mà ánh sáng tốt thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà do hôm nay thời tiết xấu và không được đẹp mấy nên quay cho mọi người xem nhà một loại màu đó, rất là đẹp nữa là tiếp theo nữa các bạn. Đây màu xanh nước biển, nó xanh dương mà nó kiểu như là nó không có đậm mà nó ngay chỗ bách mái nè có luôn. Đó, chỗ bách mái có luôn, ngay chỗ ốp nhôm nè mọi người là có luôn nha các bạn. Nó rất là đẹp luôn, tạo điểm nhấn rất là đẹp cho cây cặn luôn. Nó mình quay gì cho các bạn xem, tại vì mình không có gành chuyên quay này nên quay cho mọi người bách mái Asino. Đó, quay cho các bạn xem thì tương tự như vậy, thì cái ông màu xanh này cũng giống như vậy luôn mọi người. Đó, chỉ nó cũng màu xanh lơ heo luôn, rất là đẹp nha các bạn. Cần này là cần 2m4 nha mọi người, thì bu vẫn là chống sắn luôn. Đó, quay cho các bạn xem này. Đây thì thông số của cần nha các bạn, đây thông số của cần đó, quay cho mọi người xem độ cứng của nó là BX và HPX. Mình thì không có kinh nghiệm quay cần câu nhiều cho nên thì chỉ quay sơ lược cho bạn xem thôi. Này thì tải chì là 40 đến 60 gram nha các bạn, thì anh em có câu thêm thì tùy mình ha. Thì đọt cần này là khoảng 2 ly tư các bạn, đọt cần khoảng 2 ly tư thì tải cá thì 5 đến 8 kg nha mọi người, nhưng mà có thể con 9 10 kg anh em bắt được thì tùy theo kỹ năng của mọi người nha. Thì ở đây cần này thì mình bao giác tỉnh cho các bạn luôn, 3 đến 4 kg là anh em nhắc tỉnh thoải mái luôn. Nó quay cho các bạn xem. Đó, khi anh em nhận cần á thì cứ coi coi rồi cái cần nó có đẹp gì hay gì không nha mọi người, thì anh em mới nhận. Còn cần mà có vấn đề gì đó thì chạy xước hay là khoan sứ gì hay là như thế nào đó không có đẹp như được quay gì nè, anh em có quyền trả lại nha. Đó, anh em cứ thoải mái thì mình xài thì cái cần mình phải ưng ý mình mới mua,
mà khi mua về không ưng ý thì anh em đừng có nói gì tình nghĩa thôi, lấy đài xài đỡ không có đâu, đừng từ buổi giờ là tình nghĩa thì cũng được, nhưng mà mình mua đồ thì không có nên dùng cái tình nghĩa quá, anh em thương tình thì mua ủng hộ mình mừng rồi, nhưng mà nó có cái gì đó thì anh em phải đổ lại cho mình nha. Đó, mình cũng quý, đổi lại là mình cũng rất là quý mọi người. Đó. Rồi, không để các bạn chờ lâu nữa. Thì mình sẽ báo giá em này luôn nha mọi người. Thì giá con này á mình để cho các bạn 2m4 395k luôn. Đó các bạn, anh em cứ lên tham khảo cho mình đi. Nha. Mình 2m4 carat hai màu nha các bạn. Màu đỏ quyết rất là đẹp luôn. Anh em do được á, không đủ ánh sáng mình phải mở led lên, nhưng mà màu nó sẽ không trung thực. Khi anh em nhận cần về bao đẹp cho anh em luôn. Nó những cái điểm nhấn rất là đẹp nha mọi người. Đó, khi anh em nhận cần về cứ bao khui ra cho được nha. Phải đẹp giống như hình như quay gì đẹp hơn nữa thì mới nhận nha. Tại được biết là trên máy quay thì mở led lên nó độ ánh sáng đẹp nó sẽ không trung thực hơn ở ngoài mà các bạn, cho nên các bạn thông cảm như mình, mặc dù ban ngày nhưng mà thời tiết rất là xấu nha các bạn. Đó, anh em cứ coi test thoải mái luôn, nậu mà nhìn mà những cái họa tiết các bạn, những cái chữ in rồi những cái hoa văn in theo cái cần không mà nhìn thấy ghiền ra dài dài lên mọi người. Đó, bắt máy rồi rất là tiện lợi luôn, anh em câu bè thì bắt máy nó dài thế này nè, mình gác cái chân bè rất là thoải mái mọi người. Nó lấy về cho anh em chơi. Đó. Giá rất là rẻ các bạn ơi, anh em cứ câu đi, không 3 đến 5 ký mình cứ chơi thoải mái đi các bạn. Thì nếu như anh em mà sợ nhót cần á, thì chúng ta cứ canh pin, thấy không, canh ổ trục rồi chúng ta từ từ đưa nó lên thôi chứ có gì đâu. Thì mình chơi lâu ngày thì anh em ấy thì cứ thế nào được thì về cho anh em chơi, còn anh em muốn chơi bạo lực kéo lâu như quá thì cây cần nó bị nhão, mà đặc biệt là chơi ngoài nắng thì nó rủi ro rất là cao, tại vì nắng nó nóng các bạn, thì những cái phôi này là nó sẽ nóng theo, mình bạo lực quá thì nguy hiểm vậy thôi, chứ bạn nhiều khi nó kéo xong mà cần là cũng vậy, kéo ra ngoài nắng kéo là gãy, hú chi là cây 700-800 thì cũng vậy mọi người. Nó nắng nó đang giòn mà quất vô tán cái cổ vô. Thôi ha. Rồi, chào anh em nha. Được có để số điện thoại với video, anh em cứ liên hệ được qua số điện thoại nha. Rồi khu vực phạm vi 10 đến 20 km á, dòng khu vực Cao Lãnh, Sa Đéc hay là Thanh Bình gì đó thì được đi ngang, được miễn phí ship cho các bạn nha. Miễn phí ship luôn 395k, mà dòng ở khu vực gần đây mà miễn phí ship luôn, các bạn thấy không, quá chất lượng quá ok luôn, mình cam đoan các bạn cứ lên tham khảo giá đi đó, không có chỗ nào mà rẻ hơn được luôn á, được cam kết luôn rẻ nhất luôn á các bạn. Rồi anh chào anh em nha.